Đây là con quái vật đã từng làm ám ảnh rất là nhiều người. Con cá sấu này có tên là Gustav, dài gần 6 mét và nặng gần 1 tấn và được mệnh danh là kẻ giết người hàng loạt. Với thân hình đồ sộ như vậy, mỗi nhát cắn của nó có lực tương đương với một chiếc xe tông vào bạn. Thực đơn hàng ngày của Gustav là linh dương đầu bò.